trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi thắng bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Một là tôi sẽ không bao giờ nói hai lời, hai là tôi sẽ xem phụ nữ như là trời, sẽ luôn luôn đứng về phía những người yếu thế cần chịu bất công hơn. Call me the gentleman, you can call me the gentleman. Từ hôm nay hãy cứ gọi, hãy cứ gọi, hãy cứ gọi tôi là bao lời dù dê đến xin em thì lại chẳng xin nhẹ vì em thích ba đi phù phê. This game không phải là một chuyện bad boy để mà cùng em chìm đắm trong sự tái tê. Chẳng có lời gì để nói thôi về đi em ơi, đừng vì những lời giả dối đã khiến em chơi vơi. Đời này còn ngàn lối em cho đi em ơi, đừng cho những ngày vì anh để chỉ đang sống chơi. Chỉ đến bên anh em nghĩ gì? Một lần khi người cứ tin vào những câu ngọt ngào, chính anh ta đã thay lòng bấy lâu. Một lần khi người cứ u sầu lại đến đây khóc bên anh. Tại vì sao tình yêu lại không hướng về anh? Vậy thì buồn là khi nào? Dành cả thanh xuân để thoát linh. Vậy thì buồn là khi nào? Dành cả thanh xuân để thoát tình. Dành cả thanh xuân để thoát tình. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Lớp thi thay đổi. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng. Cảnh giác theo mùa hàng. Giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.